Ok, xin chào toàn thể quý anh chị em. Thì hôm nay Đức lại tiếp tục review cho anh chị em xem một mẫu xe mới về bên BK Hà Nội, vừa cập bến BK luôn. Đó là một chiếc Hyundai Tucson 2019 bản 1.6 turbo màu đỏ mận. Đây, bên cạnh mình đây. Đó, như anh em có thể thấy về ngoại thất chiếc xe nhá. Đây, nó là một chiếc xe màu đỏ, đỏ mận, rất là xịn luôn. 2019 bản 1.6 turbo mà đi mới được có 2,8 vạn. Đấy, xe còn rất là mới luôn nhá. Thì cũng như anh chị em thấy thì đây, ở phần lốp có thể thấy rất là dày luôn. Đó, lốp rất là dày và mới luôn. Đấy, zin theo xe. La răng thì đa 5 cánh sơn màu bạc. Xe rất là nổi và xịn luôn, rất là sáng cái xe luôn nhá. Đó, tiếp đến thì có thể thấy về bộ mặt ca lăng đằng trước. Cái này thực ra thì cũng chẳng có thay đổi gì nhiều, và bây giờ nó đang lên form mới rồi. Thì cái này bây giờ nó thành form cũ rồi anh chị em nhá. Ok, thì vào sâu hơn trong xe. Từ khoang ghế lái nhá. Đối với khoang ghế lái của chiếc này thì như anh em nào mà đi Tucson lâu ấy thì mình thực sự là chẳng có gì mà để nói. Tất cả option cũng như chức năng này, những nút tích hợp trên vô lăng, cần gặp mưa hay là đèn pha số các kiểu. Đấy, cũng như các xe khác thôi, rất là bình thường. Đấy, có cửa sổ trời này anh chị em này. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh nhá. Đó, và đây mình sẽ để thử máy lên cho anh chị em này. Đấy, đây là về giao diện của chiếc Tucson này. 27.000 thì tính là 2,8 vạn anh chị em nhá. Đó, quạt gió rất là mát luôn, cái này ngồi không có kiểu cảm lạnh được ấy. Đây, màn hình thì tất cả đều zin hết, có mỗi cái là phim cách nhiệt này. Đấy, phim cách nhiệt là được dán, cái này là chống nóng cho anh chị em, nhưng mà nếu mà đi buổi tối thì những cái phim mà nó không được tốt ấy, đấy mình đi sẽ bị lóa mắt. Đấy, nhiều người mà muốn lắp thay thêm tráng thêm phim này thì phải để ý về cái vấn đề đấy. Ok, còn về phần chất lượng thì ghế đây, ghế da cao cấp màu này là màu be, xe rất là xịn luôn. Chỉnh điện từ ghế phụ cho đến ghế lái đều là đã được trang bị chỉnh điện anh chị em nhá. Đấy, rất là căng này. Đấy, kể cả về ghế lái như mình thấy này, rất là căng luôn, chủ cũ đi rất là dữ luôn nhá. Ok, thì đằng trước cũng chẳng có gì nói nhiều, trước này thì cũng chỉ thế thôi. Mình sẽ về hàng sau nhá. Về hàng ghế sau thì mình sẽ vào ngồi thử này, hàng ghế, hàng hành khách này, cũng như là bệ tì tay này, khá là thoải mái luôn, từ đầu lên đến trần và từ cái ngực so với ghế hàng trước cũng rất là thoải mái. Đấy, hàng ghế cho người ngồi thứ năm đây cũng rất là rộng luôn, bệ tì tay cho hàng ghế người ngồi thứ hai. Ok, thì chẳng có gì, rất là mới và xịn luôn. Đấy, mình chỉ không thể nào chi tiết được cho anh em, nhưng mà anh chị em nào quan tâm thì có, mà muốn biết chi tiết hơn về chiếc xe này thì có thể đến trực tiếp bên showroom bên mình. Cốp thì chắc chắn là sẽ được trang bị là cốp điện rồi anh chị em ạ. Đấy, bản turbo mà, tiết kiệm hơn so với bản 2.0 rất là nhiều. Đó, đây về phần cốp cũng khá là rộng rãi luôn, để cũng khá nhiều đồ anh chị em nào cũng như là đi trong hệ gia đình ấy, để mà đi chơi mà cần để đồ thì cái này cũng khá là hợp lý luôn anh chị em nhá. Đấy, nỉ này, bọc cái này là được chủ cũ là lắp thêm anh chị em nhá. Ok, thì toàn bộ những chi tiết mà mình vừa nói ấy, cũng chỉ nói sơ qua cho chiếc xe này thôi. Còn muốn biết chi tiết hơn anh chị em có thể đến trực tiếp showroom bên mình. Đấy, tại BK Hà Nội, địa chỉ là 26 cầu Diễn, trụ cầu 139 Bắc Từ Liêm Hà Nội. Trải nghiệm thực tế xe anh chị em nhá. Ok, thì chiếc này hiện tại bên mình đang mong muốn với giá rất là mềm thôi. Với giá chỉ là 850 triệu. 850 triệu anh chị em nhá. Hỗ trợ trả góp với tận 70% cho quý anh chị em, trả trước 30% là có xe về. Đó, anh chị em nào quan tâm vào những mẫu như thế này ấy, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nha. Mình sẽ để ở cuối clip cũng như là địa chỉ cụ thể cho anh chị em tham khảo luôn. Ok, lời cuối cùng mình xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi buổi review này của mình. Chúc anh chị em có một ngày thật là tốt lành. Đấy, làm ăn thật là thành công. Mọi người cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe được không ạ? Để mình có động lực hơn, làm nhiều dòng xe hơn cho anh chị em tham khảo. Có nhiều sự lựa chọn cho anh em, chọn cho mình được chiếc hợp lý nhất. Ok, xin được chào toàn thể các anh chị em. Hẹn gặp mọi người trong những clip lần sau nhé.